Chị Hằng xin trân trọng chào tất cả các bạn thiếu nhi nè. Chào các bạn. Tên đẹp các bạn đâu? Các bạn thiếu nhi ơi, cho chị Hằng hỏi nha. Đêm nay là cái đêm gì mà chị Hằng thấy các bạn tập trung rất là đông vui nè. Đêm gì nào? À, đêm hội trăng rằm. À, các bạn ơi, bây giờ chị Hằng không thấy chú cụi của chị Hằng ở đâu hết trơn á. Các bạn có thể chỉ cho chị Hằng biết chú cụi của chị Hằng ở đâu không? Các bạn ơi, bây giờ các bạn cùng hô to với chị Hằng để tìm chú cụi nha. Cụi ơi! Các bạn ơi, tìm chú cụi cho chị Hằng nè. Oh, yeah.
chị Hằng điểm 1, 2, 3 các bạn về chỗ ngồi cho chị Hằng nha. 1, 2, 3. Rồi các bạn ổn định chỗ ngồi của mình chưa? Rồi bây giờ hô to lên cho chị Hằng kiếm chú củi nè. 1, 2, 3. Củi ơi! Củi ơi! Các bạn vỗ tay to lên nè cho củi xuất hiện nè. Các bạn ơi, ổn định chỗ ngồi nha. Khi nào chị Hằng mời các bạn mới lên sân khấu nha. Chú Cụi ơi, hồi nãy giờ Cụi đi đâu à? Chị Hằng tìm quái luôn, không thấy chú Cụi đâu hết trơn á. Chú Cụi, đi chuẩn quà cho mấy bạn. À, chuẩn bị quà. Lấy làm gì nè chú Cụi? Cho các bạn chơi trò chơi. À thế các bạn có muốn chơi trò chơi cùng với chị Hằng của chú Củi không? Các bạn ơi, có muốn chơi trò chơi không? Các bạn muốn chơi trò chơi bây giờ các bạn ngồi đẹp cho chị Hằng nè. Ngồi đẹp chứ nè. Khi nào chị Hằng và chú Củi mời thì các bạn mới lên sân khấu nha. Và các bạn ơi, hôm nay chị Hằng và chú Củi sẽ cho các bạn chơi một trò chơi rất là dễ thương. Đó là trò chơi gì vậy chú Củi? Đó là trò chơi gì vậy mọi người ơi? Trò chơi thổi bông. Bông. Đúng rồi, một đàn vỗ tay cho trò chơi thổi bông bóng nào. Rồi, nhiệm vụ của các bạn được mời lên sân khấu nè là các bạn phải thổi thật to cái bông bóng lên và làm bể cái bông bóng đi bằng cái móng của mình thì các bạn sẽ nhận được quà, được không? Rồi, ba mẹ ơi, ở dưới chúng ta cầm bong bóng của bạn ở lại đi. Và cô mẹ và chị Hằng mời lên nha. Bạn nào xứng bóng nè, đưa tay đẹp lên nào. Rồi, mời con. Rồi, bạn Dê ơi, bạn Thỏ Nâu ơi, bạn Thỏ Ngọc ơi. Bạn Thỏ Ngọc ơi. Bạn ơi, có thể là dẫn bạn lên nè, mời bạn nè. Mọi người ơi, có thấy bạn Thỏ Ngọc không? Một bạn rồi nè, lên đây con. Thổi bong bóng. Giúp chị Hằng nha, khi nào chị Hằng mời mới chơi lên nha. Bây giờ chị Hằng mời chỉ có 5 bạn thôi. Rồi, 1 bạn nè, 2 bạn nè, con muốn chơi trò chơi, 3 bạn nè, 4 bạn nè, 5 bạn nè. Bây giờ lần đầu tiên là 5 bạn nha. Rồi mấy bạn còn lại trở về vị trí đi con. Xong rồi chị Hằng sẽ mời con lên nha. Đợt sau nha, đợt sau chị Hằng điểm 1, 2, 3 là phải nhanh chân lên nha. À còn thiếu một bạn nữa, bạn nào xứng bóng nè. À, chị Hằng mời con. Rồi, đây nè con ơi, gái ơi đây nè. Trên sân khấu là 6 bạn luôn. Bạn rồi luôn. Phát xả bong bóng đi à, bạn Dê ơi, bạn Thỏ ơi. Bạn Thỏ mấy ơi, bạn còn lại dưới mình sẽ cổ vũ cho bạn mình nha. Chưa, bây giờ nè. Chưa. Khi nào chị Hằng 1, 2, 3 các bạn mới bắt đầu nha. Chuẩn bị nè, các bạn hô to cùng với chị Hằng nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Cố lên các bạn ơi. Ở dưới hô to lên giùm chị Hằng nè, cổ vũ bạn nào, 1, 2, 3, cổ lên. Cổ vũ cho mấy bạn đi mà. Hỏi to lên nè con, khúc được không? Bạn Dê ơi, bạn Thỏ ơi. Bạn hỏi càng to thì khả năng bạn làm bể cái bong bóng sẽ bắt dễ hơn. Cho em vui thắm thiết.
vụ của con là bẻ bong bóng bằng cái mông á con. 1, 2, 3 bắt đầu, cố lên. Không đã, không đã bằng chân, dùng cái mông, dùng cái mông, dùng cái mông bằng. Chơi trò chơi thổi bong bóng này làm bẻ bong bóng có vui không con? Vui không? Rồi bây giờ có một trò chơi khác nha. Bây giờ thử thách của chị Hằng đưa ra là bạn nào giỏi xưng phong lên đây hát một bài hát tự do mà con thích. Rồi có mời con. Con giới thiệu tên, con giới thiệu tên là năm nay con bao nhiêu tuổi và con hát bài nào nè. Được rồi, Minh Hằng. 5 tuổi. Nhà con ở đâu? Phường 3. Dạ, phường 3. Giỏi quá, con đi đến đây con đi chơi cùng ai nè, cùng ai đến đây nè. Con đi với ba mẹ. À, đi với ba mẹ hả? Rồi, với em con. Với em nữa hả? Dạ. Rồi bây giờ nè, con hát bài hát nào nè? Hùng hơn cái mai mai được nó toàn tru tượng văn dòng văn nó vô nhiên quan thế nhập tường đi văn trăng vàng rồi em hát ra một đàn vỗ tay cho bạn nào. Ôi phát quà đi chú cụi ơi. Ơi con giới thiệu đi con, tên là gì, năm nay con bao nhiêu tuổi nè? Dạ con cho sinh mai con 6 tuổi. À con đến đây cùng với ai? Rồi bây giờ con hát bài hát gì nè? Đèn trung thu lớp đèn đi chơi. Vỗ tay các bạn ơi. Em đốt đèn, đèn đi chơi. Em đốt đèn, đèn đi hát vô vườn. Làm vui vui nhất đèn đi chơi. Em có ca hầu anh trang cờ. Vỗ tay khen bạn nè. Trời ơi tặng quà đi chú Củi ơi. Rồi bây giờ nè, bây giờ chị Hằng xin mời 5 bạn trai và 5 bạn gái chúng ta tiến về sân khấu. Khoan nha, để đếm số lượng nha, không được ào lên. 1 bạn trai, 2 bạn trai mời lên đây, mời lên đây. 2 bạn trai, đếm đủ 5 bạn nha. Khoan, về dõi chút xíu của mình nha. 2, 4, 5 bạn trai rồi, 5 bạn trai đủ rồi. Bây giờ cô mời 5 bạn gái lên đây cho cô. 3 rồi, 2 bạn nữa lên đây. Rồi chưa? Rồi. Ba mẹ ơi, hỗ trợ chị Hằng nè cho các bạn ngồi ngoan lại nào. Chút xíu chị Hằng mời lên nữa nha. Đủ 5 bạn chưa? 2, 4. Rồi cho mình mời lên dừng xíu. Chút xíu đợt 2 đi con. Đây. Rồi, nhiệm vụ của các bạn. Rồi các bạn xuống đây, xuống đây. Cúi đây cho chị Hằng nè. Bạn ơi, theo chị Hằng ở đây. Rồi. 5 bạn, 5 bạn trai đâu, 5 bạn trai đâu? Rồi, 5 bạn gái đâu? Bây giờ chúng ta sẽ có đội bạn trai và đội bạn gái nha. Nhiệm vụ của hai đội là sẽ thi đua. Thi đua hát nha. Đội nào hát nhiều bài nhất, bài hát nhất thì đội đó chiến thắng nha. Đồng ý không? Rồi cho mượn một micro cho đội bạn trai đi. Rồi chú Củi bên đội bạn trai nha, chị Hằng bên đội bạn gái nha. Rồi chuẩn bị nè. Bây giờ đội bạn trai hát trước đúng không? Đây đội bạn trai hát trước. Bạn nào hát trước? Bạn nào hát trời cho bạn gái chuẩn bị bài hát nha. Cho bạn hát trước nha. À ba mẹ ơi ổn định các bé lại giùm đi. Yêu chút xíu chị Hằng mình lên nữa nha. Hát con hát xong rồi tới con. Xong tới em. Hát lại đi con. Phan, tới đây nè. Rồi, âm thanh ơi, cho giùm mình bài hát Cả Nhà Thương Nhau nha. Để xem đội bạn trai và đội bạn gái thi đua xem coi đội nào hát hay hơn. Phụ huynh thấy sao ạ? Ủng hộ các bé bằng tràng vỗ tay đi ạ. Rồi cho bài Cả Nhà Thương Nhau nha, đội bạn trai hát nước nha.
chúng ta sẽ đến với đội bạn gái nha. Rồi bạn gái ơi, ai xung phong cầm bi nè. Rồi cô mời con luôn nha. Chuẩn bị nhạc bắt đầu. Điểm của khán giả nha. Đội bạn trai mấy điểm nè? Vỗ tay lên, vỗ tay lên. Đội bạn trai. Rồi, tới đội bạn gái nè. Rồi, làm lại lần nữa nha. Bây giờ hỏi đội bạn trai một lần nữa nè. Đội bạn trai được mấy điểm nè? Vỗ tay lên nè. Rồi, đội bạn gái nè. Rồi, chú Củi ơi, ban tổ chức cái này lỗ rồi. Hai phần quà dành cho đội bạn trai và đội bạn gái luôn. À, rất giỏi nè, là chú gửi nhận quà đi con. Rồi bây giờ chị Hằng xin mời tất cả các bạn thiếu nhi, chúng ta sẽ lên sân khấu cùng với chị Hằng, chú Củi và bạn Dê, bạn Thỏ. Chúng ta cùng vui theo nhạc có được không nào? Các bạn ơi, nhanh chân lên nào. Hình trong thợ già ngoài đình, có con sư tử vui mơ quanh vòng quanh. Trung thu liên hoàn trăng sáng ngập đường làng, rơi ánh trăng vàng đàn em. Rồi, các bạn lên đây con. Rồi, các bạn lên nào. Cô mời, cô mời. Mời tất cả quý vị có mặt trong hội trường hôm nay, chúng ta cùng nhau phá cổ nha. Bây giờ chúng ta vỗ tay đi vòng tròn đi các bạn ơi. Để cho sân khấu đẹp là chúng ta đi vòng tròn đi con. Vỗ tay đi vòng tròn đi, vòng tròn đi. Rồi các bạn đi vòng tròn đi. Đi vòng tròn, đi vòng tròn đi con. Đi vòng tròn, tạo thành một vòng tròn đẹp cho cô đi.
chị Hằng và ba mẹ mình xem được không? Được không nào? Ai được đưa tay lên nè. Chuẩn bị nha, nhạc lên nha. Nhạc dừng là mình phải tạo một cái dáng thật là đẹp tuyệt vời cho ba mẹ mình xem nha. 1, 2, 3, nhạc lên. Mời các bạn ơi, các bạn lên sáu đi, con lên sáu rồi. Con mình lên sáu chơi với bạn đi. Trời ơi, cái dáng đẹp đâu con? Chưa thấy cái dáng nào đẹp luôn, chưa có thấy cái dáng nào mà ấn tượng luôn. Chị Hằng còn quà nha. Bạn nào mà tạo cái dáng ấn tượng mà đẹp và ba mẹ các bạn khác đều khen mình á là sẽ được nhận quà nha. Ai đồng ý đổ tay lên. Nha. 1, 2, 3. Vị trí với mẹ mình nha.
Rồi có món nào clip mà thoải mái nhảy về nha. 1, 2, 3. Những bạn còn lại là những bạn có cái sức chịu đựng với âm nhạc rất là giỏi nè. Những bạn nào mà cầm cự mà lâu trên sân khấu thì bạn đó sẽ được nhận quà nha. Còn quà chị Hằng cất rồi. Chị Hằng cất chút xíu rồi Hằng phát. Alo, alo. Rồi các bạn ơi, bây giờ chúng ta có vui cùng âm nhạc nữa không? Ai có thì bây giờ chị Hằng mời lên sân khấu một lần nữa nè. Con nhảy đi, có dáng đẹp con. Cố lên con. Hồi xưa chị Hằng cũng giống con này nè. Em không thể nào lặng im và như không thấy. Em không thể nào xử lý những nỗi đau này. Sẽ xóa đi hết lòng nghi ngờ hay em sẽ quên anh và hãy xóa em như anh chưa từng biết. Yêu thương chẳng bao giờ là hạnh phúc khi ấy. Xem em chỉ là một người để chút muốn tiền. Nhưng em sẽ không lại chỉ vì em yêu anh. Em sẽ rời đi để anh bình yên. Người ta chắc chắn là thương đêm ngày chăm sóc. Làm sao lo lắng được em cả đời.
những rượu cay trong ngày lễ vu quy, biết rằng đâu những trang thế u sầu, xin chúc em giang lòng bạc đầu. Câu yêu từ ngày nào sau nay hóa chua cay, anh cầm tay anh không phải anh vậy, yêu đến nay cũng tan thành mây. Lời ngọt ngào hôm qua anh đã mãi. Chỗ ngồi đẹp nha.